Hello, chào các bạn nha. Ok, bữa nay mình có lấy ở trong kho ra đó các bạn ơi, một cái mớ mà cái quạt. Quạt này là mình lấy ở trong cái mình tháo ở trong cái PC nha các bạn, cái PC của cái desktop đó, ha, mình lấy trong đó ra. Đó, cái này mình cũng để đó rồi, để từ từ rồi để mình cũng chế đồ á các bạn. Quạt này là 12V nha các bạn, 12V điện ha, để mình thử cho các bạn coi. Lắm các bạn. V. Cái này các bạn biết không là mình chế được nhiều thứ lắm nha các bạn. Cái này là trước tiên hết là mình chuẩn bị chế ra cái máy hút mà hút khói chì đó các bạn. Cái máy hút khói chì khi mình ngồi mình hàng đó thì khói chì nó rất là độc ha. Mình lấy cái này mình chế ra cái máy hút khói chì ha, rất là mạnh các bạn, chạy rất là êm ha. Cái này là mình tháo ra. Cái nào cũng vậy ha, nó quất hết rồi, nó chảy hết rồi các bạn ơi. Cái nào cũng chảy, cái nào cũng mạnh lắm các bạn. Mình chế máy hút khói chì rồi mình chế mấy cái máy hút bụi mà nhỏ nhỏ đó các bạn ha. Các bạn chế đó chỗ tay nó mạnh, nó chạy mạnh lắm đó các bạn. Đó, khi nào rảnh rồi mình chế cháo đồ chơi ha. Nó giặt rồi đó coi. Đó, nó xem chúng nó quất vô tay mình nè. Thấy không? Đó, mạnh lắm nha các bạn. Cái này mình cũng tháo ở trong cái PC bo, cái PC ra đó các bạn. PC của cái desktop. Lắm nha các bạn. À. Chạy nó mạnh lắm các bạn. Chạy mát mát lắm. Nó có cái tản nhiệt cho các bạn. Này nó có cái tản nhiệt của cái laptop. Mát không?
Trung Quốc hết trơn à. Cái này mình cũng tháo trong cái PC ra các bạn. Nó mạnh lắm các bạn ơi, muốn luôn đó. Bạn thấy mạnh dễ sợ không? Mạnh mà mát lắm này, nó tản nhiệt đó các bạn. Mạnh lắm các bạn ơi, cái nào nó cũng quất, cái nào nó cũng chạy hết nha các bạn. Đó, mình để mình chế đồ ha. Chế mấy cái máy mà hút khói chì là các bạn, mấy cái máy hút bụi nhỏ để bàn mình làm việc đó, giờ mình hút khói hút bụi này kia nọ rồi cho nó bay ra ngoài ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip ha. Ok, các bạn có cái này các bạn cứ việc chế này chế nọ, nó dễ lắm, 12 quên điện nha các bạn. Chế máy hút khói, máy hút bụi này nọ rồi ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều nha, hẹn các bạn lại clip sau ha. Bye bye các bạn.